125 kg, vận động viên Lê Ngọc Vinh, đơn vị Thanh Hóa, sang khu cỏ gặp vận động viên Lê Đức Tài, đơn vị Hải Phòng, trang phục xanh.
vận động viên Lê Đức Tài, đơn vị Hải Phòng, huy chương vàng. Xin chào toàn thể khán giả, xin một tràng pháo tay thật to. Xin cảm ơn.